Chào mừng các bạn đến với chương trình hỏi đáp cùng với Dr. Ngọc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một câu hỏi của bạn Sang. Đó là: bác sĩ ơi, bác sĩ có thể cho em hỏi là làm sao có thể trị hết được tàn nhang? Ok, chúng ta sẽ đi vào cái câu, đây là một câu hỏi mà cũng rất là nhiều người thường hay đặt câu hỏi này cho tôi. Thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải, cái câu trả lời đầu tiên của tôi ấy, là không bao giờ hết hoàn toàn tàn nhang được. Cái việc mà tàn nhang chúng ta có thể là hết, sau đó nó sẽ bị lại. Chúng ta sẽ phải hiểu rõ bản chất của cái tàn nhang nó là như thế nào cái đã. Sau đó chúng ta sẽ biết được cái phương pháp nào, cũng như là sau khi mà chúng ta biết được thì chúng ta sẽ điều trị nó như thế nào. Thì tàn nhang nó là một cái tình trạng mà rối loạn cái sắc tố của chúng ta, và cái tế bào sắc tố nó sẽ sinh ra trên bề mặt da chúng ta. Thường thì những cái trường hợp mà khi mà có cái tình trạng là rối loạn sắc tố, đặc biệt là những cái giai đoạn mà sau sinh hoặc là những cái giai đoạn mà dậy thì bắt đầu nó sẽ xuất hiện những cái nốt tàn nhang đấy. Cái thứ hai nữa là nó sẽ do cái yếu tố nguyên nhân từ cái yếu tố mà ánh nắng mặt trời. Thế thì khi mà cái tia UV nó chiếu càng nhiều ấy thì cái nguy cơ nó tình trạng nó tàn nhang nó sẽ xuất hiện càng cao. Và trong những cái nghiên cứu, những cái phác đồ mà trong điều trị tàn nhang ấy, thì sau khi mà cái tàn nhang nó sẽ được điều trị khỏi, thường cái tỷ lệ tái phát của nó sau tầm khoảng 2 đến 3 năm thì bắt đầu có xu hướng là nó sẽ xuất hiện những cái nốt tàn nhang quay trở lại. Thì đấy là cái mà chúng ta sẽ biết. Nếu như mà các bạn mà có những cái phương pháp để mà chúng ta dự phòng nó, tức là chúng ta có thể là bôi kem chống nắng hay là chúng ta chăm sóc hay là như thế nào đấy, thì có thể cái thời gian nó sẽ lâu hơn. Nhưng nếu như các bạn mà không dừng, các bạn không chăm sóc tiếp thì có thể là tầm khoảng 2 đến 3 năm nó sẽ bị quay trở lại cái tình trạng tàn nhang đấy. Thế thì đấy là cái để mà chúng ta sẽ biết được là nó sẽ không bao giờ nó sẽ khỏi hoàn toàn. Và thường là nếu như mà có một cái tình trạng rối loạn nội tiết thì nó sẽ có nguy cơ nó bị lại ngay lập tức. Nên là có rất là nhiều người hỏi tôi, và tôi sẽ thường có những cái tư vấn nó đùa thôi nhưng mà nó đúng là thật. Tức là nếu như mà em đến đây, có nhiều bạn hỏi tôi là: bác sĩ ơi, bác sĩ điều trị cho em xong để mà cuối năm em lấy chồng. Thế thì ok, anh sẽ điều trị cho em hết cái nám này, nhưng mà nó sẽ bảo hành cho đến lúc nào mà em cưới chồng thì là anh không bảo hành nữa. Bởi vì khi mà em cưới chồng, em sinh con ấy, thì nó sẽ kiểu gì nó cũng sẽ bị lại cái nốt tàn nhang đấy. Bởi vì cái quá trình mang thai nó sẽ làm cho cái nội tiết nó thay đổi, và rất dễ nó sẽ bị lại đối với cái tàn nhang đấy. Thế thì để mà điều trị thì chúng ta sẽ điều trị như thế nào? Thì chúng ta sẽ biết được những cái nốt, rất là may mắn chúng ta là cái tình trạng tàn nhang nó sẽ dễ hơn so với nám rất là nhiều. Bởi những cái nốt tàn nhang là những cái tế bào sắc tố nó nằm nông ở trên bề mặt da, tức là nó nằm ở cái lớp trên thượng bì chúng ta, nó nằm ở trên bề mặt da chúng ta. Thế thì để mà chúng ta điều trị thì cái nguyên tắc đầu tiên chúng ta muốn điều trị tàn nhang hay là bất kể một cái tình trạng nào liên quan đến sắc tố như là nám hay là thâm mụn hay là bất kể một cái gì mà liên quan đến sắc tố ấy, thì cái đầu tiên nó vẫn là phải chống nắng. Tuyệt đối phải chống nắng cái đã, thì lúc này chúng ta mới bắt đầu chúng ta tiến hành điều trị. Cái thứ hai nữa, sau khi mà chúng ta chống nắng xong, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta lấy đi cái sắc tố đó. Thì để đi lấy đi sắc tố đối với tàn nhang ấy thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều so với cái việc mà chúng ta lấy sắc tố đối với trong trường hợp mà điều trị nám. Để mà lấy sắc tố trong điều trị tàn nhang ấy, chúng ta có thể là có rất là nhiều các phương pháp đơn giản, như là chúng ta có thể sử dụng những sản phẩm mà peel, chúng ta có thể là dùng những cái thành phần như là TCA hoặc là cái axit lactic để mà chúng ta có thể peel trên bề mặt da chúng ta, hoặc là có rất là nhiều cái phương pháp trên thị trường mà mọi người có thể là dùng những cái rượu thuốc hoặc là những cái kem đông y ấy, thì về cơ bản của nó cũng chính là những cái sản phẩm peel để nó sẽ bóc ra cái lớp trên bề mặt. Tuy nhiên thì khi các bạn dùng những sản phẩm đấy, các bạn sẽ cẩn thận cái nồng độ của nó. Nếu như mà chúng ta lạm dụng nó, nó sẽ bong tróc trên bề mặt da và nó làm cho cái tình trạng mà da nó tổn thương rất là nhiều. Nên là nó có hiệu quả, nhưng mà nếu như mà chúng ta phải cần kiểm soát được cái nồng độ trên bề mặt. Thế thì đấy là cái phương pháp đầu tiên, là chúng ta có thể là dùng cái sản phẩm peel. Các bạn cũng có thể là làm tại nhà bằng cách là chúng ta mua những sản phẩm peel nó nồng độ thấp thôi thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Có rất là nhiều những sản phẩm mà chúng ta bôi lên trên bề mặt, cái cảm giác nó sẽ hơi bừng bừng, nó châm chích ở trên bề mặt cái, xong rồi chúng ta sẽ lau đi, và chúng ta phải làm nó theo kiểu hàng tuần thì nó cũng sẽ mờ. Cái tiếp theo nữa là chúng ta có thể là dùng cái phương pháp là lăn kim hoặc là phi kim. Thế thì cái bản chất của cái lăn kim và cái phi kim là gì? Là khi mà chúng ta tạo ra những cái tổn thương ở trên bề mặt da chúng ta ấy, nó sẽ tạo ra những cái vi tổn thương trên bề mặt da, và sau đó thì những cái tổn thương đấy khi mà nó bong ra thì nó sẽ kéo hết toàn bộ những nốt tàn nhang trên bề mặt da chúng ta. Và lúc đấy thì sau khi mà nó sẽ bong ra thì da chúng ta trở nên sáng hơn. Thì thường các bạn cũng có thể là dùng cái phương pháp mà chúng ta có thể là lăn kim hoặc là phi kim để mà chúng ta điều trị tàn nhang. Thường thì đối với phương pháp đấy thì tôi sẽ điều trị trong tầm khoảng cỡ 4 cho đến 6 buổi là bắt đầu những cái nốt tàn nhang nó đã có thể nó loại bỏ hết rồi. Chúng ta cũng có thể là dùng cái phương pháp mà laser. Thì trong cái laser thì khi mà cái cơ chế của laser nó sẽ là bắt cái màu đen và nó chuyển thành nhiệt để nó làm bong, nó sẽ làm vỡ toàn bộ sắc tố đấy, và bạch cầu nó sẽ để đến nó ăn dần đối với cái phương pháp mà laser 1064. Hoặc là chúng ta có thể là bắn vào cái để cho nó bong ra. Có rất là nhiều người chúng ta sẽ dùng cái phương pháp là laser bước sóng 532, rồi chúng ta sẽ bắn vào trong cái nốt tàn nhang đấy, và sau khi bắn xong thì nó bong ra cái luôn, và chúng ta thấy da nó sẽ sáng ngay lập tức. Tuy nhiên thì cái phương pháp này thì nó sẽ có một cái tỷ lệ nó sẽ bị tăng sắc tố rất là cao, cũng giống như là chúng ta nhiều người chúng ta sẽ chấm cái axit lên trên bề mặt da, hay là chúng ta gọi là chấm nám hay chấm tàn nhang ấy, và sau khi chúng ta chấm xong đúng không ạ, và toàn bộ cái nốt đấy nó sẽ bong ra và da chúng ta trở nên sáng hơn. Và người ta thường PA cái phương pháp đấy là điều trị tàn nhang là một lần duy nhất, thì chính là cái việc mà chúng ta làm cho nó bong toàn bộ cái nốt tàn nhang ra, thì nó chỉ cần một lần duy nhất là nó sẽ khỏi hết toàn bộ cái nốt đấy. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta lấy toàn bộ sắc tố ấy ra, và da chúng ta lúc đấy rất là yếu, và cái tỷ lệ mà tăng sắc tố cực kỳ cao, thường thì nó có thể lên đến 50-50, tức là 10k làm thì có thể 5k nó sẽ bị tăng sắc tố, nên là gần như là tôi không dám làm cái phương pháp đấy, vì chỉ cần 1k tăng sắc tố thôi là đã rất là đau đầu rồi. Khi mà chúng ta xử lý cái tình trạng tăng sắc tố nó rất là khó khăn cho chúng ta. Rất là nhiều người khi mà tôi thấy là các bạn dùng những cái sản phẩm mà chấm TCA trên bề mặt da chúng ta để mà làm cho nó bong ra, hay là chúng ta dùng cái laser chúng ta đốt cho nó bong ra, và sau đó chúng ta PA, chúng ta quảng cáo là điều trị tàn nhang ở đây chỉ có một lần là nó có thể nó khỏi. Và có những các bạn sẽ gửi những hình ảnh, chúng ta đăng những hình ảnh trên YouTube hay là trên Facebook, và chúng ta nhìn thấy vào đúng là nó có hiệu quả thật, nhưng mà song song với những cái ca hiệu quả như thế thì nó phải rơi vào tầm một nửa như thế là nó sẽ bị tăng sắc tố, nó sẽ bị đen, và người ta không đăng những cái ca như thế, và chúng ta chỉ nhìn vào những cái trường hợp mà nó khỏi thôi. Nhưng mà cái tỷ lệ nó tăng sắc tố đối với cái phương pháp đấy nó rất là cao, nên là tôi sẽ không dùng cái phương pháp đấy. Để mà sử dụng laser trong điều trị tàn nhang, chúng ta cũng có thể là dùng thêm một cái phương pháp khác nữa, là chúng ta sẽ dùng cái laser bước sóng 1064 để chúng ta bắn ở cái chế độ toning, hoặc là chúng ta bắn ở cái mức độ nó nhẹ hơn. Thì đối với phương pháp này ấy, thì cái thời gian nó điều trị nó sẽ lâu hơn. Thay vì một lần giống như là bắn 532, chúng ta chỉ cần bắn 1 cho đến 2 lần nó hết sạch tàn nhang luôn, nhưng nguy cơ nó rất là cao. Thì thay vì thế chúng ta có thể là bắn bằng cái phương pháp mà 1064, chúng ta sẽ phải bắn tầm khoảng cỡ nó có thể là lên đến tầm 6 buổi, 8 buổi, 10 buổi tùy vào cái mức độ năng lượng để chúng ta đưa trên bề mặt da chúng ta. Thì nó cũng sẽ hết, nhưng mà nó an toàn hơn rất là nhiều. Thì đấy chính là những cái phương pháp để mà chúng ta có thể là xử lý. Tuy nhiên thì khi mà đối với tôi mà tôi gặp một cái trường hợp mà tàn nhang ấy, thì mình sẽ không biết được là cái phương pháp nào nó sẽ phù hợp cho khách hàng đấy. Bởi vì có rất là nhiều người khi mà chúng ta có những khách hàng mà rất là nhạy cảm với cái tia laser, tức là chúng ta chỉ cần bắn nhẹ một cái laser thôi là người ta đã tăng sắc tố rồi. Thì lúc này chúng ta sẽ phải dùng cái phương pháp khác, là chúng ta có thể là lăn kim, hoặc chúng ta có thể phi kim, hoặc là piu. Thì nếu như mà cái phác đồ mà tôi mà có một cái tình trạng mà tàn nhang như thế ấy, thì tôi có thể là dùng laser hoặc là piu hoặc là lăn kim, cả 3 phương pháp đấy. Và nếu như phương pháp này không hiệu quả, laser tôi sẽ ưu tiên số 1 để mà tôi có thể là điều trị. Nhưng mà nếu như laser mà nó bắt đầu nó tăng sắc tố thì tôi chuyển sang cái phương pháp là piu hoặc là lăn kim để mà phối hợp trong cái điều trị, chứ không bao giờ mà điều trị một lần. Và sau tầm khoảng cỡ đối với tàn nhang có thể là nó sẽ nhanh, tầm khoảng 3 tháng là bắt đầu nó sẽ giải quyết phần lớn đối với những cái nốt tàn nhang đấy rồi, là chúng ta có thể là ok được rồi. Thì đấy là, nhưng mà sau đó thì có thể là tầm khoảng 2 đến 3 tháng nó cũng có thể nó sẽ bị lại. Thế thì đấy chính là cái cách để mà chúng ta có thể là xử lý. Các bạn cũng có thể là xử lý tại nhà bằng cách là chúng ta sẽ mua những sản phẩm mà kem, một số những thành phần mà kem có thành phần là hydroquinone, nồng độ 2% nó sẽ giải quyết được cho bạn. Hoặc là chúng ta có thể là dùng cái retinol. Retinol nó vừa giúp cho da chúng ta trẻ hóa da, nó cũng vừa làm cho nó bong cái lớp trên bề mặt, nhưng nó sẽ bong chậm hơn nha. Nó cũng sẽ giúp cho da chúng ta trở nên nó sáng hơn. Nên cái retinol là một trong những sản phẩm mà nó cực kỳ hiệu quả để mà giúp cho cái việc mà trẻ hóa da cũng như là làm sáng da chúng ta. Thì đấy, đối với cái việc mà chúng ta có thể là dùng tại nhà, các bạn cũng có thể là đến tại các cơ sở thẩm mỹ để mà chúng ta có thể là điều trị bằng cái phương pháp như đơn giản như là chúng ta có thể là peel hoặc là lăn kim, hoặc là chúng ta nếu như mà có cái laser thì chúng ta cũng có thể là dùng laser. Các bạn có thể là ở tất cả các tỉnh, nếu như các bạn ở tỉnh, các bạn có thể là đến một cái cơ sở mà thẩm mỹ ở cái khu vực gần bạn, là chúng ta cũng có thể điều trị được. Bởi vì các bạn khi mà các bạn xem cái video này các bạn sẽ hiểu được nó để mà chúng ta có thể là điều trị như thế nào. Nhưng mà các bạn sẽ lưu ý là chúng ta không nên dùng cái việc mà chúng ta điều trị mà nhanh, bởi vì càng nhanh nó càng nguy cơ nó sẽ tăng sắc tố. Nên chúng ta sẽ cái phác đồ chúng ta nên là cái phác đồ an toàn thì nó sẽ là tốt hơn. Nếu như mà điều trị ấy, thì tôi sẽ điều trị ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội. Nếu như các bạn có ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh, các bạn có thể là inbox cho tôi. Hoặc nếu như các bạn ở tỉnh ấy, thì tôi cũng có rất là nhiều các bạn học viên ở các tỉnh. Thì nếu như các bạn ở tỉnh nào, các bạn cũng có thể là comment xuống, sau đó thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đến những cái cơ sở mà ở cái tỉnh đấy để mà chúng ta có thể là qua đấy chúng ta điều trị. Bởi vì các bạn đấy, khi mà các bạn đấy học ở trong cái trung tâm đào tạo của tôi ấy, thì cái phác đồ của nó thường là phác đồ chuẩn giống nhau. Thì nếu như mà ở các tỉnh thì tôi có thể là kết nối cho các bạn đến những cái cơ sở đấy để mà chúng ta có thể là hạn chế cái việc mà đi lại. Đấy cũng là một trong những cái cách để mà chúng ta có thể là xử lý. Ok, nếu như các bạn có những cái câu hỏi nào, thắc mắc liên quan đến tất cả những cái vấn đề trong thẩm mỹ nha, không phải nhất thiết là về tàn nhang hay là bất kể một cái tình trạng nào, các bạn cũng có thể là comment ở xuống cái phần mô tả này. Tôi sẽ làm những video tương tự như thế này để tôi có thể là trả lời dành cho các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye. Đừng quên đăng ký cái kênh YouTube của tôi để mà chúng ta có thể là cập nhật tất cả những cái kiến thức mới của Dr. Ngọc hàng ngày. Bye bye.